Các chuyên gia dự báo thời gian tới, bờ biển từ Quảng Nam đến Phú Yên vẫn là trọng điểm sạt lở, tốc độ có thể từ 10 đến 30%. Giải pháp nào hạn chế tình trạng sạt lở bờ biển đang diễn ra nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung, đe dọa đời sống người dân cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế? Tiêu điểm nóng hôm nay. Thưa quý vị, duyên hải miền Trung có đường bờ biển dài gần 2.000 km. Bờ biển được xem là mặt tiền và có lợi thế rất lớn về phát triển kinh tế, nhất là du lịch. Tuy nhiên thì những năm gần đây, các tỉnh thành miền Trung đang phải đối mặt với hình thái thiên tai mới, đó là sạt lở bờ biển. Tiêu điểm nóng cùng V8 hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập đến thực trạng xâm thực bờ biển, nhận diện nguyên nhân để đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế sự xâm thực, bảo vệ bờ biển một cách bền vững nhất. Và xin mời phần trình bày của biên tập viên Thanh Huyền. Cảm ơn anh Thành Công. Vâng, thưa quý vị, thiên tai là vấn đề cấp bách mà nhiều quốc gia đang phải đối mặt. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt như hiện nay, tình trạng sạt lở bờ biển ở nước ta, nhất là các tỉnh duyên hải miền Trung đang ngày một trầm trọng hơn. Những ngôi làng ven biển đứng trước nguy cơ mất biển, biến mất và những bãi biển vốn được bình chọn là đẹp nhất, hành tinh thì cũng đang bị biến dạng. Sạt lở những khu nhà hàng, khách sạn hạng sang, đầu tư hàng trăm tỷ đồng phải đóng cửa, bỏ hoang. Để giữ bờ biển, chính quyền các địa phương phải chạy đôn chạy đáo để chống lại sự xâm thực của biển. Còn với những ngư dân, ngay lúc này, dù giữa mùa nắng giáo, họ cũng đã phải bỏ nhà chạy biển để lánh nạn. Phóng sự được thực hiện tại Quảng Nam, địa phương có thế mạnh về du lịch biển. Bãi biển Thành Mỹ là một trong những bãi biển hoang sơ và đẹp nhất Hội An. Vài tháng nay, biển khoét sâu vào bờ hàng chục mét, cuốn trôi tất cả. Những ngôi nhà kiên cố cũng không trụ nổi. Đổ sập, mọi thứ trong nhà không còn nguyên vẹn. May mắn chạy thoát thân, vừa đi lánh nạn trở về, ông Nguyễn Văn Phụng bất lực nhìn toàn bộ gia sản đang nằm dưới chăn sóng. Mất nhà, tài sản tan theo bọt biển. Nhà sập đã nhiều tuần, nhưng những người dân làng biển này chưa thể dự liệu được những ngày tiếp theo sẽ như thế nào. Trong vòng khoảng cỡ 4 tháng này thì nó cũng hết ngôi nhà của tôi, hết biển nó vô trong vòng khoảng cỡ 4 đến 50 mét. Nó có nguy cơ mà xảy ra mà tên nọn sập chạy chết người, trừ phải vợ chồng con kế anh em phải chạy đùm đi chạy đi ở trọ. Phận sách vở của mấy đứa nhỏ còn sót lại. Tôi còn hiện tại thêm ở trọ mà có này, tại vì trừ em cũng không đủ khả năng ở trọ. Tại vì em thì thất nghiệp bao dịch trừ. Cách bờ biển Cẩm An thành phố Hội An chừng 5 km. Tình trạng sạt lở bờ biển xã Duy Hải huyện Duy Xuyên càng trầm trọng hơn. Nếu như vài năm trước, khu vực này nằm ở giữa làng thì nay là đầu làng. Chưa biết nay mai sẽ như thế nào. Cuộc chiến giữa làng thất bại, biển tiến, dân làng lùi. Vậy là 30 hộ dân làng Trung Phường đã rời làng ra đi. Ngôi nhà này từng là nơi tránh trú bão, giờ mồ côi giữa biển. Trong ký ức của những người lớn tuổi, làng Trung Phường nằm tít ngoài khơi xa. Trước tốc độ biển ăn sâu vào đất liền như hiện nay, chỉ vài mùa gió chướng nữa, làng Trung Phường sẽ bị xóa sổ. Nhà tôi là dưới cầu có mười mấy mét nữa thôi, xả chứ đem cũng được, lợn lỡ nguy hiểm quá. Tôi đề nghị nhà nước là cấp đất cho tôi đây. Quảng Nam có hơn 120 km bờ biển, tình trạng sạt lở dường như trải khắp. Không chỉ có bờ biển Hội An, Duy Xuyên, Núi Thành, ngay những khu vực đã kè cứng tại biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ cũng bị sóng phá hủy. Qua vài năm, nhiều ngôi nhà đã biến mất. Để đảm bảo an toàn tính mạng, người dân đã chủ động sơ tán để tránh sạt lở. Hoạt động du lịch biển cũng bị tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, với tốc độ xâm thực như hiện nay, cơ quan chức năng sớm vào cuộc để tìm ra nguyên nhân và đưa ra những giải pháp phù hợp để bảo vệ bờ biển, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Miền Trung thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, nhất là lũ quét, sạt lở đất ở miền núi. Còn hiện nay ở vùng biển, người dân cũng rất lo lắng khi sóng biển ngày một áp sát vào làng. Để bảo vệ bờ biển, bảo vệ người dân, chính quyền địa phương đã xây dựng các tuyến kè cứng kiên cố. Tuy nhiên, đầu tư kè biển cần nguồn kinh phí rất lớn. Trong khi đó, phạm vi sạt lở ngày một gia tăng. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp nào để hạn chế tình trạng xâm thực của biển luôn là câu hỏi cần phải được giải đáp sớm. Làng chài Thành Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An tiếp giáp với bờ biển Cửa Đại, dường như bất an. Những ngư dân này gấp gáp thu dọn đồ đạc để đi lánh nạn. Nếu trước đây mùa mưa một năm đôi lần dân làng đi sơ tán để tránh bão, còn nay giữa tiết mùa nắng ráo, bà con lại lo chạy biển và chưa biết ngày trở về. Theo người dân,
Từ khi bờ kè biển Cửa Đại được xây dựng, tình trạng sạt lở có chiều hướng gia tăng. Nỗ lực giữ đất bất thành, chạy biển là lựa chọn duy nhất của dân làng. Thời tiết tạnh ráo thế này, tuy nhiên tình trạng sạt lở các cái khu vực ven biển ở Quảng Nam thì vẫn chưa dừng lại đó. Ngay như khu vực này đây thì hiện nay thì tình trạng sạt lở rất là nghiêm trọng. Nhiều ngôi nhà xây dựng rất là kiên cố nhưng mà đang đổ xuống dưới biển, và tình trạng này sẽ còn tiếp diễn và có nguy cơ sạt lở sẽ còn diễn ra trên diện rộng. Chính quyền các tỉnh thành miền Trung chạy theo sạt lở để xây kè, ngăn sóng, giữ đất. Chỉ riêng tại Quảng Nam, bảo vệ chưa đầy 2 cây số bờ biển Cửa Đại, tỉnh này đã đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Dự án chồng lên dự án, tiền núi đổ xuống bờ biển nhưng không thấm vào đâu so với thực tế sạt lở hiện nay. Nếu kè toàn bộ bờ biển Hội An đang bị sạt lở, kinh phí lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Theo lãnh đạo thành phố Hội An, kè là giải pháp tối ưu nhất. Đầu tư như vậy thì qua cái mùa mưa bão của năm 2022 thì cho thấy cái tính hiệu quả bước đầu của nó. 10 năm nay tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần mời các chuyên gia trong và ngoài nước tìm nguyên nhân dẫn đến sạt lở bờ biển, nhất là khu vực Hội An. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thế, người có nhiều năm nghiên cứu sạt lở bờ biển miền Trung, ông nhận định rằng ngoài biến đổi khí hậu, con người là tác nhân trực tiếp. Việc xây dựng quá nhiều các công trình ven biển đã làm giảm việc trao đổi cát giữa bờ và giải các ngầm. Nguyên nhân do cái sự gia tăng về cái đô thị hóa ra thì cũng phải kể đến yếu tố mà xây dựng các cái hồ chứa, thủy điện, thủy lợi và các công trình trong khu vực, nó đã làm tác động trực tiếp đến cái quá trình thủy động nước học. Nguyên nhân sạt lở bờ biển miền Trung đã được nhận diện. Nhiều chuyên gia thủy lợi đã khuyến cáo, trong bối cảnh khí hậu diễn biến bất thường, diện tích rừng phòng hộ ven biển suy giảm, việc xây dựng quá nhiều công trình sát hành lang biển sẽ gia tăng sự xâm thực. Kè cứng kết hợp xây đê phá sóng cũng chỉ là giải pháp tình thế đầy tốn kém. Kè chỗ này, biển xâm thực chỗ khác. Đây chẳng khác gì cuộc rượt đuổi giữa con người và sóng biển. Trong khi chờ đợi những giải pháp chống sạt lở đồng bộ, hàng ngày, người dân những làng chài nơm nớp một nỗi lo chạy biển. Theo thống kê từ năm 2021, cả nước có 397 đoạn bờ biển sói lở trải dài trên 920 km. Riêng miền Trung có 233 đoạn với chiều dài gần 500 km. Dải ven biển từ Quảng Nam đến Phú Yên có 65 khu vực gồm 105 đoạn bờ biển bị sói lở. Trong đó, tỉnh Quảng Nam có 20 đoạn sói lở gần 19 km. Tỉnh Quảng Ngãi có 27 đoạn trên 35 km. Bình Định có 33 đoạn gần 34 km và tỉnh Phú Yên có 25 khu vực bị sói lở gần 21 km. Làm thế nào để bảo vệ khẩn cấp và lâu dài bờ biển? Sau đây là ý kiến của người dân và lãnh đạo chính quyền địa phương do phóng viên Nóng cùng V8 thực hiện. Tôi ở Bà Xá vậy trừ là đất của ông cố để lệ, mà ở Bà Xá trừ là có tình trạng ngồi lỡ ông đấy. Mà cái nam này biển kè cái bờ biển nè, cái đoạn kè đó là tức nước là con kè chứ u ro là bắt đầu là tức lỡ. Chờ nhờ nước giữ quân đang cho dân với thế ở không nổi nữa. Cái năng lực của địa phương thì rất là có hạn, không thể thực hiện cái mong muốn của người dân cũng như bảo vệ cái bờ biển và sông của xã được, thì cũng kính mong có cấp thẩm quyền, đặc biệt là trung ương tỉnh, để mà có sớm cái đầu tư để mà sớm xây dựng kè chống sói lở cho địa phương. Có một số cái địa điểm mà chúng tôi chưa khắc phục được, vì nó có cái, nếu mà khắc phục hết cái 125 km bờ biển thì cái nguồn lực rất là lớn, và chính cái nguồn lực rất lớn này thì Quảng Nam không đủ sức được. Và nhân đây thì tôi cũng mong muốn các bộ ngành trung ương có hỗ trợ Quảng Nam cụ thể thiết thực vào những cái đoạn sạt lở sung yếu nhất ở như Duy Xuyên, ở Tam Kỳ, ở núi Thành. Cái thứ hai thì cũng mong là các nhà khoa học hỗ trợ chúng tôi có cái những cái nghiên cứu bài bản, tổng hòa các giải pháp mềm, giải pháp cứng và những giải pháp, thậm chí giải pháp của nước ngoài sau cái vốn AFD. Nước ta có hơn 3.200 km bờ biển đi qua 28 tỉnh thành. Với tình trạng sói lở gần cả ngàn km thì giải pháp kè cứng là khó khả thi. Còn theo dự báo, trong thời gian tới, bờ biển từ Quảng Nam đến Phú Yên vẫn là trọng điểm sạt lở, tốc độ có thể từ 10 đến 30%. Thời gian qua, đã có khoảng 4.000 hộ dân của 4 tỉnh gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên đã phải di rời do sói lở bờ biển. Với tốc độ sói lở như hiện nay, số hộ gia đình cần di rời khẩn cấp sẽ tăng lên. Và đi cùng với đó, nguồn ngân sách chi cho việc ứng phó với sạt lở bờ biển sẽ không hề nhỏ.
ứng phó với sạt lở bờ biển đang là vấn đề lớn mà các địa phương ven biển phải đối mặt.